Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái làm cái tay cầm để mà gắn cái GoPro để mà quay dưới nước. Bộ này thì mình làm rẻ lắm, còn ở trên mạng á nó bán cái thằng mắc, còn rẻ nhất cũng 800-900 gì đó. Đây có 4 cái ống, ống dài cho chữ T. Cái nắp trên này mình có thể khoan hai cái ngóc đó, mình gắn vô. Bạn có thể dùng keo để dán nó lại. Đầu hồi nãy mình giới thiệu á, để mà gắn cái GoPro này vô. Con ốc ở dưới đây để gắn thêm cái đèn LED khi mà bạn quay dưới nước á, nó hơi tối, gắn quay cho nó đẹp hơn. Đó. Một bộ nó sẽ như thế này.